Cuối tháng 6 vừa qua, ca sĩ Minh Hằng đã tổ chức một bữa tiệc rất là ấm cúng để cảm ơn bạn bè cũng như là báo giới, những người luôn luôn sát cánh ủng hộ cô để Minh Hằng có thể giành được chiến thắng trong cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ. Đồng thời, đây cũng là dịp để Minh Hằng ra mắt DVD single Mây. Và ngoài ra, đặc biệt hơn, đó là tất cả các bạn bè cũng nhân dịp này để tổ chức cho Minh Hằng một sinh nhật muộn. Một con đường lát gạch trải dài đến sân cỏ gần hồ bơi xanh ngát. Một dãy bàn tiệc buffet được trang trí trong khung cảnh lãng mạn của một sân khấu ngoài trời xinh xắn. Những trái bóng trắng hồng kết thành những cụm mây khiến khách mời liên tưởng đến những hình ảnh tuyệt đẹp trong DVD single mới nhất mang tên Mây của Minh Hằng. Đó chính là những cảm nhận đầu tiên của bất cứ ai đến tham dự bữa tiệc mừng chiến thắng ngôi vị quán quân Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012 của nữ diễn viên ca sĩ Minh Hằng. Chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ vừa kết thúc được một tuần, thì đây là một buổi party Minh Hằng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị báo chí cũng như cả ekip thực hiện với công ty Cát Tiên Sa đã giúp đỡ Minh Hằng trong thời gian vừa qua để Minh Hằng có thể đạt giải, và Minh Hằng nghĩ đây là một món quà cũng như là một lời tri ân gửi đến tất cả các anh chị đã góp phần làm nên Minh Hằng một ngày hôm nay. Và Minh Hằng thực sự cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc khi được tham gia chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ và lại đạt giải cao. Và Minh Hằng nghĩ đây sẽ là một đêm mà Minh Hằng muốn tất cả mọi người có thể vui vẻ cùng nhau. Và trong thời gian Minh Hằng tham gia cùng với Bước Nhảy Hoàn Vũ thì Minh Hằng đã rất may mắn khi được kết hợp với bạn nhảy Antanas, là một bạn nhảy rất là dễ thương, rất là hợp với tính của Minh Hằng. Và chính vì thế thì Minh Hằng đã nảy ra ý định là quay single để tặng anh ấy, khi anh ấy trở về nước sẽ có một món quà để giữ làm kỷ niệm để hai người nhớ đến nhau. Chính vì thế thì Minh Hằng đã ra single Mây, một single rất lãng mạn. Và ngày hôm nay thì Minh Hằng nghĩ là tất cả những hình ảnh này sẽ được đăng lên mạng và anh ấy sẽ ở bên nước bên kia sẽ thấy được những hình ảnh này. Và anh ấy sẽ rất là vui, rất hạnh phúc vì được có một món quà ý nghĩa như thế. Trong bộ đồ đầm đen bó sát, tôn thêm vẻ duyên dáng và quý phái, Minh Hằng luôn nở nụ cười hạnh phúc khi chụp hình cùng bạn bè và trả lời phỏng vấn với báo giới. Với chiếc bánh mừng sinh nhật xinh xắn, Minh Hằng xúc động với lời chúc bất ngờ của nam diễn viên điện ảnh Lương Mạnh Hải cùng đông đảo khách mời tham dự. Dù lời chúc đến có hơi muộn, nhưng Minh Hằng không giấu nỗi niềm vui mừng khi được bạn bè quan tâm và yêu thương. Một cô gái bé nhỏ nhưng có một nội lực phi thường. Đó không chỉ là lời khen ngợi mà còn là sự khâm phục của bất cứ ai theo dõi từng chặng đường thành công của Minh Hằng trong cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ năm nay. Cơn mưa bất chợt kéo đến cũng không làm gián đoạn được bữa tiệc mừng ấm cúng và ý nghĩa này. MC Trấn Thành duyên dáng vừa dẫn chương trình vừa hòa chung cùng chủ nhân bữa tiệc khi mời các khách mời thưởng thức bữa tối và chuyện trò thân mật. Với những thành quả đầy ý nghĩa mà Minh Hằng đã đạt được, khán giả mến mộ luôn luôn ủng hộ và chờ đón những thành công tiếp theo của cô.